Sáng ngày 26 tháng 7 2024, tại chùa Vĩnh Tràng, thành phố Mỹ Tho, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm Anh Linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Buổi lễ được sự quan lâm tham dự của trưởng lão Hòa Thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Chư Tôn Đức Trong, Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chư Tôn Đức Tăng Ni, Ban chức sự 4 trường hạ tập trung trong tỉnh, Tăng Ni sinh trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang. Bà Bùi Thị Mai, trưởng ban tôn giáo tỉnh Tiền Giang, ông Lê Hoàng Kích, trưởng phòng an ninh nội địa công an tỉnh, ông Phạm Anh Tuấn, trưởng phòng tôn giáo dân tộc thuộc ban dân vận tỉnh Tiền Giang, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành huyện Tân Phước đồng tham dự. Trong niềm kính tiết vô biên, Thượng tọa Thích Quảng Lộc đã thay mặt chư tôn đức ban trị sự và chư tăng ni tỉnh Tiền Giang, dân lời tưởng niệm đến anh linh tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau đó, chư tôn đức trong ban thượng trực ban trị sự và đại diện các ban ngành, dân hương thực hiện nghi thức tưởng niệm theo truyền thống Phật giáo. Trong thông cáo đặc biệt về lễ tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, linh cử Tổng bí thư được quàng tại nhà tang lễ quốc gia Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại nhà tang lễ quốc gia. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Ngày 21 tháng 7, 2024, trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, chủ tịch Hội đồng Trị sự, thay mặt Ban Thượng trực Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, cũng đã có thư chia buồn về tin tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ Trần.